Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344 999 456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ thì em sẽ cho mọi người xem chi tiết từng máy một. Thứ nhất là cái con Samsung A51, con này bán cho người là 4 triệu 4 nhé. Máy vẫn còn nguyên hộp và phụ kiện. Đây, máy màu xanh này thì quá đẹp rồi, không có gì phải chê, cực kỳ là đẹp luôn nhé. Đấy, viền viếc này, quá đẹp luôn, không có một chút cấn móp nào luôn nhé. Và cũng không có méo miếc gì đâu nhé, quá đẹp luôn. Màn hình thì nét căng luôn, không có xước hay là ám ố gì luôn nhé, quá đẹp luôn. Màn hình trần viền đục lỗ này, cực kỳ là đẹp. Con này cấu hình thì khá là ngon luôn. Con này RAM của nó là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé, cực kỳ là mượt mà. Đây, phụ kiện này, sạc zin chính hãng, hỗ trợ sạc nhanh made in Việt Nam này, tai nghe AKG này, dây cáp sạc made in Việt Nam luôn nhé. Đấy, phụ kiện còn nguyên chính hãng luôn. Đấy, bán cho người là 4.400.000 nhé. A51 màu xanh. Còn con này là con A8 này, IMEI là 666, con này IMEI quá đẹp luôn. 3 con 6, bản Việt 2 SIM, bán cho người là 2.3 triệu nhé. Nâng nước thì zin này, đấy, nâng zin và có xước một vài vết xước nông mèo thôi, gần như là không đáng kể. Thì viền cũng có xước nhẹ nhé, nói chung là nó chỉ xước nhẹ một chút thôi, không có bị móp méo gì đâu. Đây, có một vết móp nhưng mà móp rất nhẹ luôn. Đấy, con này nói chung là quá đẹp rồi, tầm máy cũ mà như này cũng rất là ok nhé. Đây, nó chỉ hơi xước xước sơn một tí thôi. Màn hình thì nét căng luôn, trắng tinh, không có chút ám mố gì nhé. Con này thì nó sở hữu cái cấu hình RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đây này, cho mọi người xem RAM của nó này. Đấy, RAM của nó là 4GB này, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Mọi người chờ chút nó loát. Đấy, 32GB. Đấy. Máy màu xanh xám rất là đẹp luôn, 2.3 triệu nhé. Con này cũng là con A8 này, IMEI là 252, con này cũng là bản Việt 2 SIM, bán mọi người cũng là 2.3 triệu. Con này nâng niếc thì đẹp hơn con xanh kia một chút nhé. Này, nó màu đen, nhưng mà màu đen này nếu mà nó có xước thì nó sẽ nộ hơn so với màu xanh. Nhưng mà mọi người nhìn thấy con này không, nó quá bóng luôn, bóng quá đẹp luôn nhé. Viền viết cũng xước nhẹ thôi này, nó chỉ một vài vết chấm như đầu kim thôi. Đây này, xước quá nhẹ luôn, cực kỳ là nhẹ, chỉ một vài vết chấm như đầu kim nhé. Màn hình thế này cực kỳ là đẹp luôn, trắng tinh, chả có ám mố gì. Con này có sở hữu cái RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đằng trước thì cũng hai mắt cam này, quá là ngon luôn, 2.3 triệu nhé. A8 nó nhỏ gọn và cấu hình rất là mạnh mẽ, và nhìn xa bởi vì nó là nâng kính viền kim loại nên là cứ rất máy rất là cứng cáp luôn. Con này cũng là con A8 này, IMEI là 693, con này cũng là bản Việt 2 SIM, bán cho người cũng là 2.3 triệu. Ra ba con A8 hôm nay thì em bán bằng tiền nhau bởi vì nó có cùng tình trạng như nhau. Đấy, con này thì nâng niếc cũng xinh đẹp này, viền viết cũng sức nhẹ nhé. Đấy, nói chung là nó chỉ có một vài viết sức nhẹ thôi. Ba con A8 này sức cực kỳ là nhẹ luôn nhé. Màn hình thì đẹp, nét căng luôn, không có ám mố gì luôn. Đấy, cũng là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy, mọi người lấy máy nào thì cứ nhắn cho em mà tên máy này, IMEI kèm với giá tiền nhé, này em biết luôn nhé. Còn con này là con A8 Plus này, IMEI là 159, con này bản Việt 2 SIM, bán cho người là 2.2 triệu. Con này thì nâng niếc zin đẹp này. Đấy, nâng zin đẹp nhé. Đấy, nét căng luôn, viền viết thì nó bị xước móp nhé. Đây, nói chung là xước móp cũng ở mức độ nhẹ thôi. Đây, chỗ phần đầu này thì móp hơi sâu một tí, nói chung là nó có hai vết là hơi sâu một tí thôi. Đấy, bên này cũng có một vài vết móp cũng hơi sâu, nói chung là ở cái mức độ chấp nhận được. Mọi người lấy thì em tặng cho mọi người ốp, nó thành đẹp luôn. Đấy, màn hình thì cũng bị xước một ít kính ở chỗ màng ngoài nhé. Đây này, xước ít kính ở chỗ màng ngoài. Thực ra thì màn hình nó rất là đẹp luôn, nó chỉ bị xước đúng một ít kính ở đây thôi. Nói chung là về ngoại hình con này thì nói chung nó cũng xước móc hơi sâu một chút. Nâng thì con này rất là đẹp nhé. Con này RAM của nó là 6GB, của nhớ trong là 64GB nhé. Đấy, cấu hình rất là khỏe luôn, mà giá lại rẻ hơn cả A8 nhỏ luôn. Đây này, RAM 6GB này. Đấy, em cho mọi người xem bộ nhớ trong của nó này, 64GB này. Đấy, màn hình thì trong đẹp, không có AMOLED gì nhé, rất là đẹp luôn. 2.2 triệu nhé. Đấy, rẻ hơn cả A8 nhỏ, A8 Plus, cấu hình quá khỏe luôn. Nó chỉ nói chung ngoại hình hơi xấu một tí, nhưng mà màn hình trước zin đẹp, cam kết mọi người zin hết đẹp hết nhé. Còn con này là con A8, cũng là con A8 Plus này, IMEI là 597, cũng là bản Việt 2 SIM, bán cho người là 2.6 triệu. Nâng nước thì zin đẹp này. Đấy, nâng zin đẹp, viền viết cũng đẹp nhé. Nói chung là nó cũng chỉ xước nhẹ thôi, đây này, một vài vết xước rất nhẹ thôi. Nói chung so với con kia thì con này nó xước nhẹ hơn rất là nhiều. Đây này, đấy, một vết móp nhẹ nhé. Đấy, móp quá nhẹ luôn, màn hình thì quá đẹp luôn, gần như là không có xước sáp gì nhé, không có mẻ miếc gì đâu. Đấy, hiển thị thì trắng tinh, không có ám mố gì, cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Đấy, con này xước ít, cực kỳ là ít luôn, một vài vết luôn. Đấy, bán cho mọi người là 2.6 triệu nhé. Còn con này con A920 hay còn gọi A9 2018, IMEI là
391 con này cũng là bản Việt 2 sim này, bán cho người là 3 triệu 2. Nhưng con này thì zin đẹp nhé. Đấy, viền thì cũng có một vài vết móp nhẹ đây, chỗ này thì hơi xước một tí thôi. Đây, chỗ này nó có một vết móp đây, móp rất nhẹ, đúng một vết đấy thôi nhé. Đấy, còn đâu có chỗ khác thì cực kỳ là đẹp luôn, màn hình thì quá đẹp luôn nhé. À, trắng tinh, không không xước sát gì đâu. Đấy, không ám ố gì. Con này thì nó sở hữu cái cấu hình ngon hơn là A8 rất là nhiều luôn. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Đấy. Cam kia hệ thống cam đằng sau của nó thì hơn hẳn A8 mẹ A8 Plus luôn, quá ngon luôn nhé. Muốn mất cam. Con này là con A70, IMEI là 567. Con này bản Việt 2 SIM, bán người là 3 triệu 7 này. Con này nâng niếc zin đẹp này, mọi người nhìn thấy không? Nâng zin đẹp này. Viền viết đẹp nhé. Này. Quá đẹp luôn, gần như là không có bị xước hay móp méo gì đâu nhé. Đẹp căng luôn. Đấy, màn hình đẹp nhé, không có ám ố gì luôn, trắng tinh luôn nhé. Con này RAM của nó là con này như cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Đấy, RAM 6 bộ nhớ 128 A70. Màn hình trần viền khuyết giọt nước nhé, quá ngon luôn, 3 triệu 7 nhé. Máy màu xanh. Đồ con này con A71 này, IMEI 378, con này bản Việt 2 SIM bán về 5 triệu 4 nhé. À, nâng niếc zin đẹp này. Viền biếc thì nét căng luôn, không có phải gì phải chê luôn. Bóng loáng soi gương đúng luôn nhé. Đấy, màn hình nhớ này, đẹp nét căng luôn. Trắng tinh, màn hình tràn viền đục lỗ như Alamos luôn. Con này thì nó pin nó khỏe hơn, màn hình rộng hơn đấy, và cấu hình ngon hơn A51 nhiều nhé. Đấy, RAM của nó là 8, cũng như trong 128 luôn nhé. Quá ngon luôn, A71, 5 triệu 4 nhé. Còn con này con S7E này, IMEI là 005. Con này bản Hàn 2 SIM, bán người 1 triệu 7 nhé. Con này thì nâng đã thay mới rồi này, nâng thay mới rồi. Viền viết thì khá là đẹp nhé. Gần như là không có bị móp méo gì luôn, quá đẹp luôn. Nói này nó chỉ có một vài vết xước rất là nhẹ ở đây thôi. Đấy, kính đằng trước thì quá đẹp luôn nhé, này bóng loáng luôn, cực kỳ là đẹp. Đấy, màn hình con này thì bị ám nhé, ám ở mức độ vừa đây này, mọi người nhìn thấy nó ám ở một cái ô màu hồng hồng này. Đấy, đúng cái ô bảng tin nhắn ở đây. Đấy, ở giữa màn hình như vậy nhé. Đấy, ám rất là nó lưu hình ở đấy, nó hơi mờ mờ một chút nhé. Nói chung là con này ám ở mức độ vừa thôi. Đấy, thì con này nó sở hữu cái RAM bằng 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Ra 4 bộ nhớ 32, bán cũng là 1 triệu 7 nhé. Còn con này cũng là con S7E này, IMEI là 939, con này bản Việt 2 SIM bán là 1 triệu 6 này, nâng niếc thì zin đẹp nhé, bản Việt nâng zin đẹp này. Viền viết con này cũng chỉ xước nhẹ thôi, xước cực kỳ là nhẹ đấy, không có bị móp méo gì luôn. Con này viền cũng quá đẹp luôn, nhưng mà tiếc là cái kính bị vỡ nhé, kính bị vỡ ở góc bên này này. Đấy, vỡ một ít một góc bên đấy, còn các góc khác rất là đẹp luôn. Đấy, màn hình con này thì cũng bị ám nhé, con này cũng ám, cũng tương đối là nặng nhé. Ừ. Con này nó sở hữu là cái RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Ừ. Máy màu xanh, bản Việt thay SIM, bán cho người 1 triệu 6 này. Ừ. Còn con này là con S7E, IMEI là 087, con này bản Hàn 1 SIM, bán cho người là 2 triệu 4 nhé. Con này thì không có gì phải chê luôn. Nâng niếc thì zin đẹp này, viền viếc thì đẹp nhé. Con này chủ cũ người ta vẫn còn dán ni lông luôn, em vẫn còn để miếng dán ni lông đây này. Đấy, ni lông này. Đấy, để bây giờ em lột ra cho mọi người xem cái ni lông của nó nhé. Đây, nâng niếc nhìn như này tự xước nhưng mà đấy, quá đẹp luôn. Đây, em lột cái ni lông ra cho mọi người xem nhé. Bởi vì chủ cũ người ta dùng này, người ta dán này ôm ni lông từ đằng sau về về đằng trước luôn này. Quá đẹp luôn, con này thì không có gì phải chê luôn nhé. Này, bóc ra này, kính đằng sau kính zin nhé, cảm khẳng định mọi người kính zin luôn 100%, viền viếc zin đẹp nhé. Này, chủ cũ người ta dùng giữ mức độ như này mà dán này. Đấy, dán bo từ dưới lên trên luôn, quá đẹp luôn, kín mít luôn. Nên là mọi người nhìn đây, em bóc ra một lượt cho mọi người xem này. Đấy, thấy không? Đây, độ bóng của nó này, đấy mọi người nhìn cái chữ Samsung quá mới, quá đẹp luôn nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn, viền nước này, đây mọi người nhìn cái viền của nó này, quá đẹp luôn, nét căng luôn. Đây ở phần dưới này thì đây này, nhìn thấy nó hơi xước xước một tí đây, em nộp cái phần dưới này cho mọi người xem luôn, xem là nó có xước vào xương không hay là nó chỉ xước ở cái ni lông thôi. Đây nó cũng có ăn vào xương một chút nhé. Đấy, đúng xước một tí thì ở chỗ góc này thôi. Đấy, xước một ít, đúng một ít ở chỗ góc này thôi, còn đâu thì quá đẹp luôn này. Đây, nâng viết chữ Hàn viết này vẫn còn quá bóng loáng luôn. Đây bóc cho mọi người xem này. Đây, quá đẹp luôn nè. Đấy, nâng niếc zin Hàn này, chữ Hàn niếc nguyên luôn nhé. Viền viếc thì đúng một tí tí chỗ này thôi. Màn hình thì nét căng, không có một chút ám ố gì luôn nhé. Này, trắng tinh luôn, không một chút ám ố gì. Con này đây cũng chỉ trên một cái là cái vân tay của nó hơi chóc sơ một tí nhưng vẫn cảm biến các thứ vân tay bình thường nhé, gắn niếc bình thường. Đấy, RAM của nó là 4GB, bộ nhớ trong của nó là 32GB nhé. Đấy, quá đẹp luôn.
xước đúng một tí tí 2,4 triệu nhé. Đấy, nguyên ni lông luôn, em tính em vì là em định nộp rồi, nhưng mà em bây giờ để bây giờ em lột cho mọi người xem luôn, quá đẹp luôn, thì chủ cũ ngày trước này dùng cực kỳ là dữ luôn đấy. Đấy, còn con này cũng là con S7e này, IMEI là 908, con này bản Việt hay SIM, bán cho người là 2 triệu nhé. Đấy, con này thì nâng đã thay mới được, rất là đẹp, chẳng có xước sát gì. Viền con này cũng rất là đẹp luôn nhé, viền này quá đẹp luôn, đẹp gần như mới luôn, gần như không có xước sát móp méo gì luôn. Kính đằng trước thì cũng rất là đẹp rồi, vân hôm hiếc thì cũng rất là đẹp luôn nhé. Kính rất là đẹp luôn, tiếc là con này màn án nhẹ nhé, án siêu nhẹ luôn, nếu mà đúng là mọi người nhìn qua cam ấy thì sẽ không bao giờ thấy được cái án của con này luôn, gần như là không thấy luôn, trắng tinh luôn đúng không. Nên là nhưng mà soi thật kỹ ở phần trên đầu, nhìn thật kỹ thì nó có lưu hình mờ ít đi ở trên đầu nhé, thật kỹ thì mới thấy được, gần như nhìn qua cam không thấy được, chỉ có nhìn mắt thường soi thật kỹ thì mới thấy một tí đi ở trên này thôi. Đấy, con này ám gọi ám siêu nhẹ luôn, gần như là không ám luôn, nếu mà mọi người không tin sẽ không mà phát hiện ra nó là ám đâu nhé. Đấy, con này cũng ra 4 GB cũng như trong là 32 GB nhé. Đấy, bán cho người là 2 triệu nhé, máy màu vàng nhé. Đấy, còn con này cũng là con S7e này, IMEI là 647, con này cũng là bản Hàn, một SIM, bán cho người 1,6 triệu nhé. Đấy, nâng niếc thì zin, con này màu bạc titan nhé, nâng niếc zin đẹp này. Đấy, đường hàn này, zin đẹp nhé, viền viết cũng rất là đẹp luôn, gần như nó chỉ xước nhẹ như này thôi, là phần chân sạc nó hơi xước nhẹ tí thôi, gần như là không có thấy móp méo. Viền con này quá đẹp luôn, gần như là keng xoeng luôn nhé. Kính kia cũng rất là đẹp này. Đấy, kính cực kỳ là đẹp luôn, quá đẹp luôn nhé. Đấy, tiếp là màn hình ám nhé, con này nó cũng ám cũng tương đối, nó có lưu hình nhé, ám cũng khá là nặng. Đấy, nói chung nó không thể nặng bằng những con ám siêu nặng được, con này nó ám ở mức độ nói chung là cũng nói chung là nó, đây nó lưu icon này, đấy, nó lưu icon mọi người nhìn thấy không, còn đâu này nó cũng rất là trắng, nó chỉ lưu cái icon thôi, à, mọi người nhìn thấy không, nó lưu hình như vậy nhé, còn cảm ứng các thứ thì rất là mượt mà, ok không vấn đề gì. Con này cũng sở hữu là cái RAM 4 GB, một nhớ trong là 32 GB nhé. Đấy, bán cho mọi người là 1,6 triệu này, màn ám nhé. Đúng, con này nếu mà không ám thì không thể chê về đâu được, quá đẹp luôn, nâng zin đẹp, viền viết đẹp, kính trước màn hình trước cũng đẹp, thì tiếp màn hình ám quá quá đẹp luôn về ngoại hình. Còn con này là con S7e này, IMEI là 282, con này bản Hàn đã lên 2 SIM rồi nhé. Bản Hàn thì những con nào nó chạy rom gốc thì nó sẽ chạy 1 SIM, còn những con nào chạy rom cúc thì nó sẽ chạy 2 SIM nhé. Thì những con mà chạy rom gốc thì bao giờ nó cũng sẽ ổn định hơn so với những con nào mà chạy rom cúc 2 SIM. Thì mọi người ví dụ như là lấy mà nếu thích dùng 2 SIM thì em cũng hỗ trợ lên 2 SIM cho mọi người được, còn mọi người mà thích dùng ổn định thì dùng 1 SIM được, nó sẽ ổn định hơn, phần mềm nếu nó chạy sẽ chạy mượt mà hơn, nó đỡ bị treo và đỡ bị hao pin các thứ hơn. Đấy, con này thì bản hàng đã lên 2 SIM rồi, con này bán cho mọi người là 1,5 triệu này. Đấy, con này nâng thì cũng đã thay mới rồi nhưng rất là đẹp nhé, nâng thay mới rồi đẹp này, viền viết cũng rất là đẹp, nói chung mấy con S7e viền quá đẹp luôn nhé, gần như này nó chỉ xước một tí tí thôi, cực kỳ là ít, quá đẹp luôn, viền mấy con S7e hôm nay quá đẹp, kính con này thì cũng rất là đẹp nhé, kính cực kỳ là đẹp luôn, hộp cũng đẹp nhé. À, chỉ tiếc là màn ám thôi, con này thì màn ám khá là nặng luôn, ám hồng nhé, khá nặng luôn. Đây, so với con 1,6 triệu này thì con 1,6 triệu này nó ám nhẹ hơn rất là nhiều, mọi người thấy không? Đấy, con này nó chỉ hơi đi vài cân thôi, con này thì nó ám hồng nặng hơn hẳn luôn. Con này thì RAM của nó là 4 GB, một nhớ trong là 32 GB nhé. Màn ám bán cho người 1,5 triệu nhé, bản Hàn đã nên xin. Con này đúng là cũng ngoại hình rất là đẹp, nói chung là S7 hôm nay thì ngoại hình khá là đẹp nhưng mà mỗi tội màn hơi ám một chút nhé, thì em bán giá gần như là bằng cái giá lỗi màn rồi, sọc màn hay đốm màn thì nó chỉ là rơi vào tầm 1,5 triệu, 1,6 triệu, 1,4 triệu, 1,2 triệu gì đấy. Đấy, thì cái màn ám thì em có bán bằng tiền nếu như dòng lỗi màn như vậy. Còn con này cũng là con S7e này, IMEI là 866, thì con này cũng là bản Việt 2 SIM, bán cho người là 1,4 triệu nhé. Đấy, con này thì nâng cũng đã thay rồi. Đấy, và nâng này nâng không phải nâng của nó, cũng là một con nâng zin của máy khác thôi, nâng zin của máy khác thôi, và nó cũng có chóc sơn nhé. Đấy, nó có chóc sơn này. Đấy, chóc sơn ở phần gần gần cam nhé. Đấy, viền viết thì cũng bị xước nhẹ nhé, đây này nó có một vài vết xước nữa, con này xước khá là nhiều. Đấy, xước cũng khá là nhiều đấy, mà nó sơn nhẹ thôi, không có bị móp méo gì đâu. Đấy, vào hôm thì chóc gần như là hết sơn rồi nhưng vẫn ấn và cảm biến vân tay bình thường. Đấy, kính thì cũng có bị lướt một đường góc nhỏ đây nhé. Đấy, và cũng có bị chóc sơn đây, phần trên này thì chóc sơn ở góc cam này đấy, rộng hơn. Đấy, phần dưới thì cũng có chóc sơn ở chỗ này nhé, à, cũng có chóc sơn và cũng có vỡ kính. Nói chung này màn hình con này thì nó cũng
ám cũng khá là nặng, nói chung là nó bằng cái con trắng này này, nhưng mà so với con đen này thì nó ám nhẹ hơn nhiều nhé. Đây, em để cho mọi người so con đen này. Đó, thì nó vẫn còn có độ ám là nhẹ hơn nhé. Con này thì nó sở hữu cái RAM 4GB, bộ nhớ trong cũng là 32GB nhé. Đó, 1,4 triệu nhé. Đó, thì con này gần như là em bán bằng cái giá lỗi màn, màn sọc màn đốm thì em bán ra đấy. Con này cũng là con F7E này, IMEI là 132, con này bản Hàn 1C, à bản Hàn đã lên 2C rồi, bán cho mọi người 1,6 triệu. Nhưng con này thì cũng đã thay mới rồi nhé, nâng thay mới rồi, rất là đẹp luôn, viền vía cũng xước nhẹ thôi, xước rất là nhẹ luôn nhé, gần như là không xước ấy, quá đẹp luôn, viền con này rất là đẹp nhé, xước tí tí ở dưới góc dưới này, một tí thì không, gần như không đáng kể. Kính trước thì đẹp nhé, không không bị vỡ hay chốc sơn gì đâu, ôm trước thì đẹp này. Đấy, kính thì rất là đẹp, và màn con này thì cũng bị ám nhé. Đấy, ám cũng tương đối. Đấy, cũng khá là nặng. Đấy, con này thì nó sở hữu là cái RAM 4GB, bộ nhớ trong là 16GB chứ, 16GB á. Thường con này nó sẽ có bộ nhớ là 32 này, 64 và 128. Đùa, con này sao lại 16GB nhỉ? S7e 16GB gần như là hiếm lắm ấy, cực kỳ là hiếm. Con này gần như là cái bộ nhớ này là con máy đời đầu của S7e rồi đấy. Nên, bản G935FD này, con này gần như là đời đầu đấy, bởi vì giờ đời đầu thì nó mới có những cái bộ nhớ là 16GB được đấy. Em thử xem lại RAM, không biết có phải RAM 4 không hay là RAM 3. Đấy, RAM thì 4GB rồi mà bộ nhớ trong thì lại 16GB. Ui, lần đầu tiên em nhìn thấy một con S7e mà sử dụng cái bộ nhớ 16GB luôn đấy, bởi vì thường là nó là thấp nhất là nó là 32 rồi, còn không nó 64 hoặc là 128. 16GB con này phải mà trưởng. Không hiểu Samsung lại ra được cái con S7e bộ nhớ 16GB, nhưng mà thời đấy thì 16GB nó cũng là khủng rồi. Thời đấy nó chỉ có 8GB thôi, 4GB, 8GB. Đấy, đến 16GB cũng đấy, còn những dòng máy cao cấp mới dùng 32, 64 và 128. Đấy, thời đấy là những dòng máy cực kỳ cao cấp mới dùng những bộ nhớ 64, 128. 16GB thời đấy nó cũng ở mức độ là vừa thôi, mà S7e thường nó chỉ là 32, nó ra một con 16 tài thật. Còn con này cũng là con Note 9 này, IMEI là 695. Con này bản Mỹ một SIM nhé, bán về nó 6 triệu. Bản Mỹ thì thường nó sẽ có chữ Galaxy Note 9 ở đây này. Đó. Còn bản Hàn, bản Việt thì nó sẽ không có chữ này nhé. Đặc trưng của bản Mỹ thì nó sẽ ghi tên máy ở sau lưng này. Đấy, con này thì nâng niếc thì zin và có xước nhé, xước nhẹ thôi, xước màu mèo thôi nhé. Đấy, viền viết thì cũng có xước nhẹ. Ừ. Đây, xước móc nhẹ nhé. Đấy, nói chung là nó chỉ một vài vết như đầu tăm thôi, không có đáng kể gì đâu. Đấy. Đây này, chỗ góc này thì bị đốm nhiều hơn, một vài vết đốm như đầu kim thôi. Kính trước thì đẹp, có một vài vết xước lông mèo thôi, gần như không đáng kể gì. Màn hình trắng trong, không có ám ố gì nhé. Con này thì nó sở hữu cái cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé, Note 9 bản Mỹ. Con này thì phải nói nếu mà để dành cho anh em chơi game hoặc là dùng những ứng dụng đồ họa thì nó rất là mượt, bởi vì nó chạy chip Snapdragon nên là nó mát máy hơn, đỡ hao pin hơn và mượt mà hơn nhé. Bởi vì trong dòng Note 9 thì nó sẽ có hai con chip, nó là chip Exynos và chip Snapdragon. Thì chip Exynos nó sẽ ở trên bản Việt và bản Hàn, còn bản Mỹ thì nó mặc định nó dùng chip Snapdragon rồi, nên là nó bản Mỹ bao giờ nó cũng chạy mượt mà hơn so với bản Việt bản Hàn nhé. Do con chip Snapdragon thì bao giờ nó cũng tối ưu hóa hơn về các ứng dụng đồ họa hay game game. Đấy, nên là cái bản Mỹ thì mặc định của nó chỉ là một SIM thôi, không nên được hai SIM. Còn bản Hàn thì mặc định rom gốc của nó cũng là một SIM, nhưng mà nó chạy con Exynos thì mình chạy rom cúc mình vẫn có thể lên được hai SIM, mình vẫn viết thêm được email cho nó, nên là nó vẫn chạy được hai SIM. Đấy, nhưng mà bản Mỹ thì mặc định chỉ một SIM thôi, nhưng mà kéo lại thì cái bản Mỹ này nó chạy rất là mượt mà và cực kỳ là ngon, không bao giờ bị nóng máy hay hao pin như là chip Exynos nhé. Đấy, nó khỏe hơn rất là nhiều luôn. Nếu mà dùng mọi người không không cần dùng hai sim thì dùng bản Mỹ quá ngon luôn, cực kỳ là mượt luôn nhé. Em còn định là mượt mượt hơn bản Hàn, bản Việt hơn rất là nhiều luôn. Đấy, con này còn cũng là con Note 9 này, IMEI là 178, con này bản Hàn đã lên hai sim rồi nhé, bán cho người là cũng là 6 triệu. Nâng niếc thì zin đẹp, con này nâng thì đẹp hơn con bản Mỹ kia rất là nhiều, vì không có thấy một vết xước nào luôn. Đấy, viền viếc thế nhé, viền con này thì nét căng luôn, con này nó nếu mà xét về ngoại hình thì nó gọi là đẹp keng xoeng luôn. Đấy, chỉ tiếc cái màn hình thì chỉ cũng có một vài vết xước lông mèo thôi, còn đâu thì mặt lưng và viền thì quá đẹp luôn. Màn hình thì cũng có một vài vết xước lông mèo thôi, gần như là cũng không không đáng kể gì. Màn hình thì trắng trong đẹp, không có một chút ám ố gì luôn nhé. Con này thì nó cũng sở hữu cái cấu hình là RAM là 6GB à. Mọi người chờ chút, bởi vì Note 9 nó có hai phiên bản là RAM 6 và RAM 8. Thì con này là sở hữu là RAM 6 này, bộ nhớ trong là 128GB nhé.
Đấy, thường 56 nhé, thì bộ nhớ là 128, cũng có một số con là 256. Nhiều cái trường hợp thì gặp những con bộ nhớ 256 ít á, gần như là em gặp cực kỳ ít, chỉ có là 128 hoặc 512 thì gặp nhiều thôi. Còn con này là con Tab A6 nhá, của máy màu trắng, bán 11,4 triệu. Nâng niếc thì có xước nhẹ nhá, nâng niếc xước nhẹ, viền viết cũng bị xước nhẹ nhá. Đấy, nói chung là xước nhẹ thôi. Đấy, con này thì nó sử dụng cái chân sạc micro này và có hỗ trợ lắp sim này, thẻ nhớ đây, đấy, sim. Nên con này nó có thể lắp sim ra gọi như điện thoại bình thường nhé. Đấy, kính kiếp thì có một vài vết xước nhẹ thôi. Màn hình nhớ thì hiển thị đẹp nhé, đây này. Đấy, quá đẹp luôn, trắng tinh, cũng không có ám ố gì luôn. Con này nó sở hữu cái RAM, để em cho mọi người xem cái nó. Đây, con này cho mọi người xem cái RAM của nó RAM 1 GB cũng như trong là 8 GB nhé. Đấy, ra 1 GB bộ nhớ trong 8 GB, nhưng mà nói chung là nó chạy các ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube các thứ thì rất là mượt mà luôn nhé. Đấy, Wi-Fi 4G thì cực kỳ là mượt luôn này. Nói chung là những cái game nhẹ giết các thứ thì con này nó cũng chạy được, mà xem phim con này thì thôi rồi luôn, pin biết thì khỏe, hỗ trợ quả cả cam trước cam sau. Nói chung là với tầm giá tiền một con Tab mà là màn hình 7 inch như này thì cũng khá là ngon nhé, pin khỏe. Đấy, nó lắp được sim nghe gọi các thứ luôn, mà wifi 4G các thứ đầy đủ hết, chạy Zalo, Facebook thì quá mượt mà luôn, YouTube nữa, xem phim rất thì cực kỳ là ngon luôn nhé. Đấy, bán cho em 1,4 triệu nhé. Đấy, thì trên đây là những máy hôm nay em bán cho mọi người, thì mọi người lấy máy gì thì mọi người cứ nhắn qua Zalo số 0344 999 456 giúp em nhé. Thì giá máy ở đây em bán là giá máy chưa bao gồm phụ kiện, mọi người lấy phụ kiện zin chính hãng thì thêm 100.000 nữa giúp em. Còn nếu mà mọi người lấy phụ kiện ngoài thì nhà em sẽ tặng nhé, lấy miếng dán cường lực và ốp lưng ấy, thì nhà em sẽ auto tặng miễn phí cho mọi người rồi. Đấy, mọi người lấy máy gì thì cứ nhắn qua Zalo số 0344 999 456 giúp em nhé. Ok, cảm ơn mọi người nhé, chào mọi người.